Ngay sau đây là cập nhật mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 29 tháng 11, Việt Nam ghi nhận 11.515.423 ca mắc COVID-19. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.608.342 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 74 ca. Trong ngày, cả nước ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 264.208.983 liều. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã thông báo tên tiếng Anh của bệnh đậu mùa khỉ Monkeypox sẽ được đổi thành Mpox nhằm tránh những hiểu lầm liên quan đến tên cũ. Cả hai tên đều được sử dụng đồng thời trong một năm cho đến khi chấm dứt sử dụng hoàn toàn từ Monkeypox. WHO sẽ sử dụng Mpox trong trao đổi thông tin, khuyến khích các bên thực hiện những khuyến nghị này nhằm giảm thiểu bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào liên quan đến tên cũ và việc sử dụng tên mới. Nhằm đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc. Bộ Y tế chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm chất lượng và giá thành hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến. Chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh. Đồng thời chỉ đạo các bệnh viện, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và tăng cường các biện pháp quản lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.435 ca mắc sốt xuất huyết, số mắc tăng 4,1% so với tuần trước, trong đó có 2 ca tử vong tại quận Đống Đa và huyện Thanh Trì. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn thành phố có 14.872 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 18 ca tử vong. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác xử lý ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết, không để ổ dịch diễn biến kéo dài. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết, bệnh viện mới điều trị thành công cho bệnh nhi 16 ngày tuổi mắc uốn ván sơ sinh nguy kịch. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt 39 độ C, suy hô hấp nặng, co cứng chi dưới. Ngay lập tức bệnh nhi được xử trí giúp thở bằng thở máy, an thần, giãn cơ liên tục, kháng sinh, hạ sốt, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch, chăm sóc rốn. Sau hơn 20 ngày điều trị, tình trạng hô hấp được cải thiện. Đến nay bé cải thiện gần như hoàn toàn, trương lực cơ và vận động gần như trở về bình thường, bú tốt và tăng cân đều đặn. Sáng 29 tháng 11, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng cho biết, tại điểm trường Nà Rại thuộc trường tiểu học Cốc Bàng, xã Cốc Bàng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, vừa xảy ra vụ việc có 18 em học sinh tự nhiên ngất, khóc tét, co cứng chân tay, sợ hãi, kích động do mắc chứng rối loạn phân ly tập thể. Cụ thể, 18 trẻ gồm 2 nam, 16 nữ đang được theo dõi sức khỏe tại nhà, nâng cao tâm lý và bổ sung dinh dưỡng. Thời gian mỗi cơn co cứng của các em kéo dài khoảng 3 đến 5 phút, sau đó tăng dần lên 10 đến 30 phút. Sau cơn, các em ngủ lịm khoảng 10 đến 20 phút rồi tỉnh lại và tiếp xúc bình thường. Triệu chứng chỉ xuất hiện khi ở nơi đông người, khởi phát từ một học sinh và lan truyền sang các em khác. Sau khi kiểm tra, đánh giá, ngành y tế xác định các em mắc chứng rối loạn phân ly tập thể, điều trị chủ yếu bằng liệu pháp tâm lý và giáo dục. Nhằm đơn giản hóa, tiết kiệm thời gian cho người bệnh, hiện nay tại Hà Nội đã có 5 cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng công nghệ sinh trắc xác thực vân tay trên thẻ căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa An Việt. Một tuần trở lại đây, chị Thủy thấy đau họng nghiêm trọng. Tự mua thuốc điều trị nhưng thấy không đỡ, chị quyết định đến bệnh viện. Tại đây, thủ tục khám chữa bệnh được thực hiện dễ dàng bởi chị Thủy đã đăng ký công nghệ sinh trắc xác thực vân tay trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Với cái ứng dụng này thì tôi nghĩ là nó cũng rất là thuận tiện cho người bệnh. Và sử dụng công nghệ thì sẽ giúp cho người bệnh trong cái việc là nó tránh được cái việc tình trạng là mình dùng thẻ bảo hiểm thì mình có thể là rơi mất. Đưa cháu đi khám, sau khi được các nhân viên y tế giới thiệu, anh Quang đã quyết định xác thực sinh trắc vân tay để thuận tiện hơn cho những lần khám chữa bệnh tới. Ứng dụng này rất là tiện. Mình mỗi khi mình đi khám thì không phải mang thẻ, chỉ cần dùng vân tay. Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi khám chữa bệnh, đồng thời giúp quản lý tốt quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bệnh viện đang triển khai công nghệ quét dấu vân tay, xác thực sinh trắc trên căn cước công dân gắn chip.
Hiện tại thì tôi thấy là từ khi triển khai cái hệ thống sinh trắc vân tay này thì bệnh nhân đến bệnh viện là được rất là thoải mái về cái chuyện là không phải đợi về thời gian đăng ký và cũng như là về các cái quá trình mà diễn ra để hướng dẫn khách hàng ấy, nó rất là được nhanh chóng. Và nhân viên y tế cũng như là sẽ giảm tải được một số những cái công việc. Thủ tục khám chữa bệnh trước đây gồm nhiều bước, song nhờ có việc ứng dụng công nghệ này vào khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã giúp đơn giản, tiết kiệm thời gian 3 đến 4 lần so với trước. Vừa có cái căn cước công dân lại vừa kiểm tra vân tay được nữa thì cái đấy thì nó lại còn nâng cấp hơn một lần nữa, là bệnh nhân lại còn chính xác hơn. Tức là đối với cả cái người mà đã có cái thẻ căn cước công dân mà lại có cả cái in vân tay này rồi thì không có thể nhầm lẫn được từ người này sang người khác. Cho nên là cái việc mà quản lý của cái ngành dọc của bảo hiểm là người ta rất tin tưởng. Theo Bộ Công an, tính đến tháng 10 năm 2022, cả nước có gần 4 triệu công dân sử dụng căn cước công dân đi khám, chữa bệnh trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sau thời gian triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến đánh giá, góp ý để hoàn thiện bổ sung các tính năng liên quan nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hôm nay 29 tháng 11 là ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái. Nhằm giúp người dân biết cách cơ bản để nhận diện được hàng thật, giả để phòng tránh, Tổng cục Quản lý Thị trường tổ chức trưng bày hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Tại đây, Tổng cục Quản lý Thị trường trưng bày nhiều hàng hóa có nhu cầu mua sắm lớn của người dân, nhất là vào dịp cuối năm, Noel, Tết Dương và Tết Nguyên đán. Những mặt hàng đều là các thương hiệu lớn, đa số là các sản phẩm tiêu dùng như mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, đồ uống, thực phẩm chức năng, nước giải khát, bánh kẹo. Qua đây giúp người dân biết cách cơ bản để nhận biết được hàng thật, hàng giả để phòng tránh. Từ đó giúp đẩy lùi tệ nạn hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm. Đặc biệt, việc trưng bày hàng giả, hàng thật cũng góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các nhà sản xuất đối với các sản phẩm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện phẫu thuật cứu sống một bé trai 3 ngày tuổi bị khối bướu khổng lồ chèn ép đường thở. Bệnh nhi được chẩn đoán có khối bướu bạch huyết do dị dạng bạch huyết ở trẻ trong thai kỳ. Các bác sĩ đã phẫu thuật bóc tách thành công khối bướu bạch huyết có trọng lượng 1,1 kg. Hiện bệnh nhi đã qua được nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển tốt, các chỉ số sinh hiệu ổn định. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang mới tiếp nhận và điều trị thành công ca mắc COVID-19 nặng là bệnh nhân nữ 86 tuổi, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Nhập viện trong tình trạng ý thức lơ mơ, khó thở, cơ thể gầy yếu, suy kiệt nặng. Các bác sĩ đã chỉ định duy trì an thần, thở máy, dùng thuốc kháng viêm, kháng sinh, chống virus, kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp và vật lý trị liệu. Hiện tại, bệnh nhân tự thở tốt, vận động tại giường tốt, không còn đau tức ngực, huyết động ổn định và được cho ra viện. Nghiên cứu tại Đại học Brunel, London, Anh đã phát hiện ra rằng những chất làm ngọt nhân tạo như saccharin, cyclamide và SK có thể làm hạn chế các loại vi khuẩn kháng thuốc. Cả ba chất làm ngọt có thể cung cấp các phương pháp điều trị mới tiềm năng cho các trường hợp nhiễm trùng đa kháng thuốc và có khả năng được phát triển để thay thế kháng sinh trong một số trường hợp. SK thường được sử dụng trong sữa chua, đồ uống dành cho người ăn kiêng và món tráng miệng. Sau thời gian chịu tác động từ dịch bệnh trên cây có múi, năm nay các vườn quýt Hồng Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã có thể khoe sắc trở lại và sẵn sàng đón khách tham quan từ nay đến Tết Nguyên đán. Quýt Hồng Chín cũng đồng nghĩa mùa xuân đang về, mang theo biết bao niềm hy vọng của người dân vào một năm mới. Ghi nhận của phóng viên tại các vườn quýt Hồng Lai Vung vừa mở cửa đón khách. Cổng ra vào với đồ trang trí đỏ, trồng hoa ở các lối đi trong vườn, hòa cùng sắc vàng tươi của trái quýt. Chủ vườn này muốn mang đến cho du khách cảm giác sung túc, tươi mới khi đến đây. Ngoài đầu tư tiểu cảnh, chủ vườn cũng tìm tòi, tự tay làm nhiều sản phẩm quà tặng từ cây có múi gắn liền với thương hiệu của mình. Mứt chanh, mứt quýt, mứt bưởi là làm tại nhà. Mình vừa làm vừa bán cho khách. Món mới là món rượu, rượu quýt, rượu chanh, rượu bưởi. Mứt quýt, mứt chanh, mứt bưởi được. Mình nghĩ ra chắc có thể làm rượu quýt, rượu chanh, rượu bưởi được hôm nay. Quyết định là chị làm. Vườn quýt Hồng Hưng Phát cũng sẽ mở cửa đón khách vào cuối tháng 10 âm lịch. Đây là năm thứ tư vườn quýt này khai thác du lịch. Điểm nhấn ở đây là hầu hết các món ăn đều lấy quýt làm chủ điểm chế biến, từ cá lóc sốt quýt hồng, gà nấu quýt, nước ép quýt,
món ăn nào cũng tạo cho du khách sự thích thú. Ở đây thì về nông thôn thì những mình tận dụng những cái lưng nguồn chính từ là như con cá của gắn kết của đồng quê với cái sản lượng quýt mà mình làm ra, mình muốn là đưa những cái hương vị của quýt vào những cái món ăn để mà khi khách về tới vườn quýt hồng là được thưởng thức toàn bộ những sản phẩm của quýt hồng hết. Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lai Vung, năm nay có 7 điểm tham quan vườn quýt hồng trên địa bàn huyện mở cửa đón khách. Dự kiến các nhà vườn sẽ mở cửa từ cuối tháng 10 đến trước 24 tháng Chạp để nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Các khu điểm luôn chú trọng cử nhân viên đi học các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng. Cùng với cái định hướng chung của tỉnh, thì huyện Lai Vung cũng đang định hướng là phát triển du lịch, là xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của huyện. Từ năm 2019 đến nay, huyện tổ chức cái đoàn đi tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch do Sở Văn hóa tổ chức. Thì cụ thể như năm 2022 này, thì huyện Lai Vung tham gia trên dưới 5 lớp mà có cái chuyên môn mà liên quan đến cái điểm tham quan của mình. Các vườn quýt hồng đã sẵn sàng để chào đón du khách. Chăm chút, chỉn chu, các nhà vườn hứa hẹn sẽ tạo cho mọi người có một chuyến đi thật đẹp với xứ quýt hồng Lai Vung nói riêng và Đồng Tháp nói chung. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã thông báo tên tiếng Anh của bệnh đậu mùa khỉ Monkeypox sẽ được đổi thành Mpox nhằm tránh những hiểu lầm liên quan đến tên cũ. Cả hai tên đều được sử dụng đồng thời trong một năm cho đến khi chấm dứt sử dụng hoàn toàn từ Monkeypox. WHO sẽ sử dụng Mpox trong trao đổi thông tin, khuyến khích các bên thực hiện những khuyến nghị này nhằm giảm thiểu bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào liên quan đến tên cũ và việc sử dụng tên mới. Nhằm đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc. Bộ Y tế chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Bảo đảm chất lượng và giá thành hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến. Chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh. Đồng thời chỉ đạo các bệnh viện, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và tăng cường các biện pháp quản lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.435 ca mắc sốt xuất huyết, số mắc tăng 4,1% so với tuần trước, trong đó có 2 ca tử vong tại quận Đống Đa và huyện Thanh Trì. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn thành phố có 14.872 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 18 ca tử vong. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác xử lý ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết, không để ổ dịch diễn biến kéo dài. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết, bệnh viện mới điều trị thành công cho bệnh nhi 16 ngày tuổi mắc uốn ván sơ sinh nguy kịch. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt 39 độ C, suy hô hấp nặng, co cứng chi dưới. Ngay lập tức bệnh nhi được xử trí giúp thở bằng thở máy, an thần, giãn cơ liên tục, kháng sinh, hạ sốt, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch, chăm sóc rốn. Sau hơn 20 ngày điều trị, tình trạng hô hấp được cải thiện. Đến nay bé cải thiện gần như hoàn toàn, trương lực cơ và vận động gần như trở về bình thường, bú tốt và tăng cân đều đặn. Sáng 29 tháng 11, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng cho biết, tại điểm trường Nà Rại thuộc trường tiểu học Cốc Bàng, xã Cốc Bàng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, vừa xảy ra vụ việc có 18 em học sinh tự nhiên ngất, khóc thét, co cứng chân tay, sợ hãi, kích động do mắc chứng rối loạn phân ly tập thể. Cụ thể, 18 trẻ gồm 2 nam, 16 nữ đang được theo dõi sức khỏe tại nhà, nâng cao tâm lý và bổ sung dinh dưỡng. Thời gian mỗi cơn co cứng của các em kéo dài khoảng 3 đến 5 phút, sau đó tăng dần lên 10 đến 30 phút. Sau cơn các em ngủ lịm khoảng 10 đến 20 phút rồi tỉnh lại và tiếp xúc bình thường. Triệu chứng chỉ xuất hiện khi ở nơi đông người, khởi phát từ một học sinh và lan truyền sang các em khác. Sau khi kiểm tra, đánh giá, ngành y tế xác định các em mắc chứng rối loạn phân ly tập thể, điều trị chủ yếu bằng liệu pháp tâm lý và giáo dục. Nhằm đơn giản hóa, tiết kiệm thời gian cho người bệnh, hiện nay tại Hà Nội đã có 5 cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng công nghệ sinh trắc xác thực vân tay trên thẻ căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa An Việt. Một tuần trở lại đây,
chị Thủy thấy đau họng nghiêm trọng. Tự mua thuốc điều trị nhưng thấy không đỡ, chị quyết định đến bệnh viện. Tại đây, thủ tục khám chữa bệnh được thực hiện dễ dàng, bởi chị Thủy đã đăng ký công nghệ sinh trắc xác thực vân tay trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Với cái ứng dụng này thì tôi nghĩ là nó cũng rất là thuận tiện cho người bệnh. Và sử dụng công nghệ thì sẽ giúp cho người bệnh trong cái việc là nó tránh được cái việc tình trạng là mình dùng thẻ bảo hiểm thì mình có thể là rơi mất. Đưa cháu đi khám, sau khi được các nhân viên y tế giới thiệu, anh Quang đã quyết định xác thực sinh trắc vân tay để thuận tiện hơn cho những lần khám chữa bệnh tới. Ứng dụng này rất là tiện, mình mỗi khi mình đi khám mình không phải mang thẻ, mình chỉ cần dùng vân tay. Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi khám chữa bệnh, đồng thời giúp quản lý tốt quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bệnh viện đang triển khai công nghệ quét dấu vân tay, xác thực sinh trắc trên căn cước công dân gắn chip. Hiện tại thì tôi thấy là từ khi triển khai cái hệ thống sinh trắc vân tay này thì bệnh nhân đến bệnh viện là được rất là thoải mái về cái chuyện là không phải đợi về thời gian đăng ký và cũng như là về các cái quá trình mà diễn ra để hướng dẫn khách hàng ấy, nó rất là được nhanh chóng. Và nhân viên y tế cũng như là sẽ giảm tải được một số những cái công việc. Thủ tục khám chữa bệnh trước đây gồm nhiều bước, song nhờ có việc ứng dụng công nghệ này vào khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã giúp đơn giản, tiết kiệm thời gian 3 đến 4 lần so với trước. Vừa có cái căn cước công dân lại vừa kiểm tra vân tay được nữa thì cái đấy thì nó lại còn nâng cấp hơn một lần nữa, là bệnh nhân lại còn chính xác hơn. Tức là đối với cả cái người mà đã có cái thẻ căn cước công dân mà lại có cả cái in vân tay này rồi thì không có thể nhầm lẫn được từ người này sang người khác. Cho nên là cái việc mà quản lý của cái ngành dọc của bảo hiểm là người ta rất tin tưởng. Theo Bộ Công an, tính đến tháng 10 năm 2022, cả nước có gần 4 triệu công dân sử dụng căn cước công dân đi khám chữa bệnh trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sau thời gian triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến đánh giá, góp ý để hoàn thiện bổ sung các tính năng liên quan nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hôm nay 29 tháng 11 là ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái. Nhằm giúp người dân biết cách cơ bản để nhận diện được hàng thật, giả để phòng tránh, Tổng cục Quản lý Thị trường tổ chức trưng bày hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Tại đây, Tổng cục Quản lý Thị trường trưng bày nhiều hàng hóa có nhu cầu mua sắm lớn của người dân, nhất là vào dịp cuối năm, Noel, Tết Dương và Tết Nguyên đán. Những mặt hàng đều là các thương hiệu lớn, đa số là các sản phẩm tiêu dùng như mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, đồ uống, thực phẩm chức năng, nước giải khát, bánh kẹo. Qua đây giúp người dân biết cách cơ bản để nhận biết được hàng thật, hàng giả để phòng tránh. Từ đó giúp đẩy lùi tệ nạn hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm. Đặc biệt, việc trưng bày hàng giả, hàng thật cũng góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các nhà sản xuất đối với các sản phẩm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện phẫu thuật cứu sống một bé trai 3 ngày tuổi bị khối bướu khổng lồ chèn ép đường thở. Bệnh Nhi được chẩn đoán có khối bướu bạch huyết do dị dạng bạch huyết ở trẻ trong thai kỳ. Các bác sĩ đã phẫu thuật bóc tách thành công khối bướu bạch huyết có trọng lượng 1,1 kg. Hiện bệnh Nhi đã qua được nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển tốt, các chỉ số sinh hiệu ổn định. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang mới tiếp nhận và điều trị thành công ca mắc COVID-19 nặng là bệnh nhân nữ 86 tuổi, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Nhập viện trong tình trạng ý thức lơ mơ, khó thở, cơ thể gầy yếu, suy kiệt nặng. Các bác sĩ đã chỉ định duy trì an thần, thở máy, dùng thuốc kháng viêm, kháng sinh, chống virus, kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp và vật lý trị liệu. Hiện tại, bệnh nhân tự thở tốt, vận động tại giường tốt, không còn đau tức ngực, huyết động ổn định và được cho ra viện. Nghiên cứu tại Đại học Brunel, London, Anh đã phát hiện ra rằng những chất làm ngọt nhân tạo như saccharin, cyclamide và SK có thể làm hạn chế các loại vi khuẩn kháng thuốc. Cả ba chất làm ngọt có thể cung cấp các phương pháp điều trị mới tiềm năng cho các trường hợp nhiễm trùng đa kháng thuốc và có khả năng được phát triển để thay thế kháng sinh trong một số trường hợp. SK thường được sử dụng trong sữa chua, đồ uống dành cho người ăn kiêng và món tráng miệng. Sau thời gian chịu tác động từ dịch bệnh trên cây có múi, năm nay các vườn quýt Hồng Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã có thể khoe sắc trở lại và sẵn sàng đón khách tham quan từ nay đến Tết Nguyên đán. Quýt Hồng Chín cũng đồng nghĩa mùa xuân đang về
mang theo biết bao niềm hy vọng của người dân vào một năm mới. Ghi nhận của phóng viên tại các vườn quýt Hồng Lai Vung vừa mở cửa đón khách. Cổng ra vào với đồ trang trí đỏ, trồng hoa ở các lối đi trong vườn, hòa cùng sắc vàng tươi của trái quýt, chủ vườn này muốn mang đến cho du khách cảm giác sung túc, tươi mới khi đến đây. Ngoài đầu tư tiểu cảnh, chủ vườn cũng tìm tòi, tự tay làm nhiều sản phẩm quà tặng từ cây có múi gắn liền với thương hiệu của mình. Mứt chanh, mứt quýt, mứt bưởi là làm tại nhà. Mình vừa làm vừa bán cho khách. Món mới là món rượu quýt, rượu chanh, rượu bưởi. Mứt quýt, mứt chanh, mứt bưởi được. Mình nghĩ ra chắc có thể làm rượu quýt, rượu chanh, rượu bưởi được. Hôm nay quyết định là chị làm. Vườn quýt Hồng Hưng Phát cũng sẽ mở cửa đón khách vào cuối tháng 10 âm lịch. Đây là năm thứ tư vườn quýt này khai thác du lịch. Điểm nhấn ở đây là hầu hết các món ăn đều lấy quýt làm chủ điểm chế biến. Từ cá lóc sốt quýt hồng, gà nấu quýt, nước ép quýt, món ăn nào cũng tạo cho du khách sự thích thú. Ở đây thì về nông thôn thì những mình tận dụng những cái lưng nguồn chính từ là như con cá của gắn kết của đồng quê với cái sản lượng quýt mà mình làm ra. Mình muốn là đưa những cái hương vị của quýt vào những cái món ăn để mà khi khách về tới vườn quýt hồng là được thưởng thức toàn bộ những sản phẩm của quýt hồng hết. Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lai Vung, năm nay có 7 điểm tham quan vườn quýt hồng trên địa bàn huyện mở cửa đón khách. Dự kiến các nhà vườn sẽ mở cửa từ cuối tháng 10 đến trước 24 tháng Chạp để nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Các khu điểm luôn chú trọng cử nhân viên đi học các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng. Cùng với định hướng chung của tỉnh, thì huyện Lai Vung cũng đang định hướng là phát triển du lịch, là xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của huyện. Từ năm 2019 đến nay, huyện tổ chức cái đoàn đi tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch do Sở Văn hóa tổ chức. Thì cụ thể như năm 22 này, thì huyện Lai Vung tham gia trên dưới 5 lớp có cái chuyên môn mà liên quan đến cái điểm tham quan của mình. Các vườn quýt hồng đã sẵn sàng để chào đón du khách. Chăm chút, chỉn chu, các nhà vườn hứa hẹn sẽ tạo cho mọi người có một chuyến đi thật đẹp với xứ quýt hồng Lai Vung nói riêng và Đồng Tháp nói chung. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã thông báo tên tiếng Anh của bệnh đậu mùa khỉ, Monkeypox, sẽ được đổi thành Mpox nhằm tránh những hiểu lầm liên quan đến tên cũ. Cả hai tên đều được sử dụng đồng thời trong một năm cho đến khi chấm dứt sử dụng hoàn toàn từ Monkeypox. WHO sẽ sử dụng Mpox trong trao đổi thông tin, khuyến khích các bên thực hiện những khuyến nghị này nhằm giảm thiểu bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào liên quan đến tên cũ và việc sử dụng tên mới. Nhằm đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc. Bộ Y tế chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Bảo đảm chất lượng và giá thành hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến. Chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh. Đồng thời chỉ đạo các bệnh viện, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và tăng cường các biện pháp quản lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.435 ca mắc sốt xuất huyết, số mắc tăng 4,1% so với tuần trước, trong đó có 2 ca tử vong tại quận Đống Đa và huyện Thanh Trì. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn thành phố có 14.872 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 18 ca tử vong. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác xử lý ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết, không để ổ dịch diễn biến kéo dài. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết, bệnh viện mới điều trị thành công cho bệnh nhi 16 ngày tuổi mắc uốn ván sơ sinh nguy kịch. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt 39 độ C, suy hô hấp nặng, co cứng chi dưới. Ngay lập tức bệnh nhi được xử trí giúp thở bằng thở máy, an thần, giãn cơ liên tục, kháng sinh, hạ sốt, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch, chăm sóc rốn. Sau hơn 20 ngày điều trị, tình trạng hô hấp được cải thiện. Đến nay bé cải thiện gần như hoàn toàn, trương lực cơ và vận động gần như trở về bình thường. Bú tốt và tăng cân đều đặn.
Sáng 29 tháng 11, Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng cho biết, tại điểm trường Nà Rại thuộc trường tiểu học Cốc Bàng, xã Cốc Bàng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, vừa xảy ra vụ việc có 18 em học sinh tự nhiên ngất, khóc thét, co cứng chân tay, sợ hãi, kích động do mắc chứng rối loạn phân ly tập thể. Cụ thể, 18 trẻ gồm 2 nam, 16 nữ đang được theo dõi sức khỏe tại nhà, nâng cao tâm lý và bổ sung dinh dưỡng. Thời gian mỗi cơn co cứng của các em kéo dài khoảng 3 đến 5 phút, sau đó tăng dần lên 10 đến 30 phút. Sau cơn, các em ngủ lịm khoảng 10 đến 20 phút rồi tỉnh lại và tiếp xúc bình thường. Triệu chứng chỉ xuất hiện khi ở nơi đông người, khởi phát từ một học sinh và lan truyền sang các em khác. Sau khi kiểm tra, đánh giá, ngành y tế xác định các em mắc chứng rối loạn phân ly tập thể, điều trị chủ yếu bằng liệu pháp tâm lý và giáo dục. Nhằm đơn giản hóa, tiết kiệm thời gian cho người bệnh, hiện nay tại Hà Nội đã có 5 cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng công nghệ sinh trắc xác thực vân tay trên thẻ căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa An Việt. Một tuần trở lại đây, chị Thủy thấy đau họng nghiêm trọng. Tự mua thuốc điều trị nhưng thấy không đỡ, chị quyết định đến bệnh viện. Tại đây, thủ tục khám chữa bệnh được thực hiện dễ dàng bởi chị Thủy đã đăng ký công nghệ sinh trắc xác thực vân tay trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Với cái ứng dụng này thì tôi nghĩ là nó cũng rất là thuận tiện cho người bệnh. Người ta sử dụng công nghệ thì sẽ giúp cho người bệnh trong cái việc là nó tránh được cái việc tình trạng là mình dùng thẻ bảo hiểm thì mình có thể là rơi mất. Đưa cháu đi khám, sau khi được các nhân viên y tế giới thiệu, anh Quang đã quyết định xác thực sinh trắc vân tay để thuận tiện hơn cho những lần khám chữa bệnh tới. Ứng dụng này rất là tiện. Mình mỗi khi mình đi khám mình không phải mang thẻ, chỉ cần dùng vân tay. Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi khám chữa bệnh, đồng thời giúp quản lý tốt quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bệnh viện đang triển khai công nghệ quét dấu vân tay, xác thực sinh trắc trên căn cước công dân gắn chip. Hiện tại thì tôi thấy là từ khi triển khai cái hệ thống sinh trắc vân tay này thì bệnh nhân đến bệnh viện là được rất là thoải mái về cái chuyện là không phải đợi về thời gian đăng ký và cũng như là về các cái quá trình mà diễn ra để hướng dẫn khách hàng ấy, nó rất là được nhanh chóng và nhân viên y tế cũng như là sẽ giảm tải được một số những cái công việc. Thủ tục khám chữa bệnh trước đây gồm nhiều bước, song nhờ có việc ứng dụng công nghệ này vào khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã giúp đơn giản, tiết kiệm thời gian 3 đến 4 lần so với trước. Vừa có cái căn cước công dân lại vừa kiểm tra vân tay được nữa thì cái đấy thì nó lại còn nâng cấp hơn một lần nữa, là bệnh nhân lại còn chính xác hơn. Tức là đối với cả cái người mà đã có cái thẻ căn cước công dân mà lại có cả cái in vân tay này rồi thì không có thể nhầm lẫn được từ người này sang người khác. Cho nên là cái việc mà quản lý của cái ngành dọc của bảo hiểm là người ta rất tin tưởng. Theo Bộ Công an, tính đến tháng 10 năm 2022, cả nước có gần 4 triệu công dân sử dụng căn cước công dân đi khám, chữa bệnh trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sau thời gian triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến đánh giá, góp ý để hoàn thiện bổ sung các tính năng liên quan nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hôm nay 29 tháng 11 là ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái. Nhằm giúp người dân biết cách cơ bản để nhận diện được hàng thật, giả để phòng tránh, Tổng cục Quản lý Thị trường tổ chức trưng bày hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Tại đây, Tổng cục Quản lý Thị trường trưng bày nhiều hàng hóa có nhu cầu mua sắm lớn của người dân, nhất là vào dịp cuối năm, Noel, Tết Dương và Tết Nguyên đán. Những mặt hàng đều là các thương hiệu lớn, đa số là các sản phẩm tiêu dùng như mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, đồ uống, thực phẩm chức năng, nước giải khát, bánh kẹo. Qua đây giúp người dân biết cách cơ bản để nhận biết được hàng thật, hàng giả để phòng tránh. Từ đó giúp đẩy lùi tệ nạn hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm. Đặc biệt, việc trưng bày hàng giả, hàng thật cũng góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các nhà sản xuất đối với các sản phẩm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện phẫu thuật cứu sống một bé trai 3 ngày tuổi bị khối bướu khổng lồ chèn ép đường thở. Bệnh nhi được chẩn đoán có khối bướu bạch huyết do dị dạng bạch huyết ở trẻ trong thai kỳ. Các bác sĩ đã phẫu thuật bóc tách thành công khối bướu bạch huyết có trọng lượng 1,1 kg. Hiện bệnh nhi đã qua được nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển tốt, các chỉ số sinh hiệu ổn định. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang mới tiếp nhận và điều trị thành công ca mắc COVID-19 nặng là bệnh nhân nữ 86 tuổi, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
nhập viện trong tình trạng ý thức lơ mơ, khó thở, cơ thể gầy yếu, suy kiệt nặng. Các bác sĩ đã chỉ định duy trì an thần, thở máy, dùng thuốc kháng viêm, kháng sinh, chống virus, kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp và vật lý trị liệu. Hiện tại, bệnh nhân tự thở tốt, vận động tại giường tốt, không còn đau tức ngực, huyết động ổn định và được cho ra viện. Nghiên cứu tại Đại học Brunel, London, Anh đã phát hiện ra rằng những chất làm ngọt nhân tạo như saccharin, cyclamide và SK có thể làm hạn chế các loại vi khuẩn kháng thuốc. Cả ba chất làm ngọt có thể cung cấp các phương pháp điều trị mới tiềm năng cho các trường hợp nhiễm trùng đa kháng thuốc và có khả năng được phát triển để thay thế kháng sinh trong một số trường hợp. SK thường được sử dụng trong sữa chua, đồ uống dành cho người ăn kiêng và món tráng miệng. Sau thời gian chịu tác động từ dịch bệnh trên cây có múi, năm nay các vườn quýt Hồng Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã có thể khoe sắc trở lại và sẵn sàng đón khách tham quan từ nay đến Tết Nguyên đán. Quýt Hồng Chín cũng đồng nghĩa mùa xuân đang về, mang theo biết bao niềm hy vọng của người dân vào một năm mới. Ghi nhận của phóng viên tại các vườn quýt Hồng Lai Vung vừa mở cửa đón khách. Cổng ra vào với đồ trang trí đỏ, trồng hoa ở các lối đi trong vườn, hòa cùng sắc vàng tươi của trái quýt, chủ vườn này muốn mang đến cho du khách cảm giác sung túc, tươi mới khi đến đây. Ngoài đầu tư tiểu cảnh, chủ vườn cũng tìm tòi, tự tay làm nhiều sản phẩm quà tặng từ cây có múi gắn liền với thương hiệu của mình. Mứt chanh, mứt quýt, mứt bưởi là làm tại nhà. Mình vừa làm vừa bán cho khách. Món mới là món rượu, rượu quýt, rượu chanh, rượu bưởi. Mứt quýt, mứt chanh, mứt bưởi được. Mình nghĩ ra chắc có thể làm rượu quýt, rượu chanh, rượu bưởi được. Hôm nay quyết định là chị làm. Vườn quýt Hồng Hưng Phát cũng sẽ mở cửa đón khách vào cuối tháng 10 âm lịch. Đây là năm thứ tư vườn quýt này khai thác du lịch. Điểm nhấn ở đây là hầu hết các món ăn đều lấy quýt làm chủ điểm chế biến. Từ cá lóc sốt quýt hồng, gà nấu quýt, nước ép quýt, món ăn nào cũng tạo cho du khách sự thích thú. Ở đây thì về nông thôn thì những mình tận dụng những cái lưng nguồn chính từ là như con cá của gắn kết của đồng quê với cái sản lượng quýt mà mình làm ra. Mình muốn là đưa những cái hương vị của quýt vào những cái món ăn để mà khi khách về tới vườn quýt hồng là được thưởng thức toàn bộ những sản phẩm của quýt hồng hết. Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lai Vung, năm nay có 7 điểm tham quan vườn quýt hồng trên địa bàn huyện mở cửa đón khách. Dự kiến các nhà vườn sẽ mở cửa từ cuối tháng 10 đến trước 24 tháng Chạp để nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Các khu điểm luôn chú trọng cử nhân viên đi học các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng. Cùng với cái định hướng chung của tỉnh, thì huyện Lai Vung cũng đang định hướng là phát triển du lịch, là xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của huyện. Từ năm 2019 đến nay, huyện tổ chức cái đoàn đi tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch do Sở Văn hóa tổ chức. Thì cụ thể như năm 2022 này, thì huyện Lai Vung tham gia trên dưới 5 lớp mà có cái chuyên môn mà liên quan đến cái điểm tham quan của mình. Các vườn quýt hồng đã sẵn sàng để chào đón du khách. Chăm chút, chỉn chu, các nhà vườn hứa hẹn sẽ tạo cho mọi người có một chuyến đi thật đẹp với xứ quýt hồng Lai Vung nói riêng và Đồng Tháp nói chung.